đây, hôm nay sử dụng bò đổi pin của Fit Pin Bi Xanh của Đức Lài nha. Này cắm nguồn vô. Đầu này cắm máy tính nha. Rồi lên đây mình chỉnh tiếng Anh cái đã. Rồi cái dòng này. Rồi nhấn những dòng đầu tiên. Rồi tiếng Anh này nè. Rồi giờ cái này là module Fit Pin nữa nè. Cắm vô. Rồi, đây là pin Bi Xanh nha. Pin này là pin iPhone 7 thì mình cắm vô lỗ 7 VLED. Rồi vô cái battery test nha. Đó. Nó nhận pin nữa, giờ muốn đổi thông tin á thì dùng cái máy tính. Đây là phần mềm Đức Lài nha. Mở lên. Rồi bấm login luôn, không cần tài khoản gì hết. Này là đổi màu nè, đổi này là đổi True Tone đó, trong cái đó có luôn, đổi tới 11 rồi má luôn, này mình fit pin thôi, đó dòng này nè, bấm bit nè, là muốn đổi gì đổi, đổi series nè, đổi series của nhà máy nè, số lần sạc nè, đó, reset muốn chỉnh bao nhiêu chỉnh, vô đây chỉnh bấm right thôi. Đó anh vừa đừng sạc nè, bấm rai nè. Ở trên đây nó sẽ tiếp lại nè. Đó, vừa đừng sạc thấy không. Kim lượng cũng đổi thì đổi trên đây luôn. Đó. Rồi xong rồi tiếp lại nè. Rồi ok. Dung lượng pin thì đổi trên đây, muốn đổi trên này luôn nha. Dù mình muốn nạp lại cho thành của 7 nè. Có backup file sẵn rồi thì mình nạp vô thôi. 7 nè. Đó.
Ok.